Hôm nay mẹ con nhà Marisa cùng với đội ngũ nhân viên chuẩn bị ra sân bay để thẳng tiến về Hà Tĩnh. Thứ nhất là về thăm mẹ và đồng thời là cùng làm đám giỗ cho bố. Đó là việc thứ nhất quan trọng. Và việc thứ hai nữa thì cực kỳ hoành tráng để chào mừng khai trương chi nhánh Vinh tại số 132 Nguyễn Văn Cừ. Đặc biệt là vào ngày 18 tháng 11 2023. Cái sự kiện này thì có cái chương trình khuyến mại cực lớn luôn. Nên cả nhà để nhớ đến Marisa làm đẹp để hưởng chế độ ưu đãi lớn nhất nha. Và đặc biệt thứ hai thì vào lúc 19 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2023 tại chi nhánh Vinh của Marisa, số nhà 132 Nguyễn Văn Cừ sẽ diễn ra một cái đêm tiệc hội tụ là toàn các ca sĩ hoa hậu nổi tiếng hiện nay thôi. Và vé vào cửa thì hoàn toàn miễn phí, cho nên cả nhà nếu mà sắp xếp được thời gian thì tới chung vui cho vợ chồng Mai Khánh cùng những người Marisa. Nếu mà cả nhà mà ở xa thì nhớ follow kênh vợ chồng Mai Khánh nha để theo dõi chương trình này. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại.